Xin chào các bạn. Hiện nay ở Trung Đông đang xảy ra xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza. Theo sau đó là Hezbollah tấn công vào miền Bắc Israel, trong khi hàng loạt tàu hàng đi qua Biển Đỏ bị tấn công bởi tổ chức Houthi ở Yemen. Không chỉ vậy, các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria cũng liên tục bị pháo kích. Và mới đây là việc Iran đáp trả Israel sau khi đại sứ quán nước này ở Syria bị tấn công. Cụ thể là rạng sáng 14 tháng 4 theo giờ Hà Nội, Iran đã tiến hành cuộc tấn công bằng 185 máy bay không người lái các loại, 110 tên lửa đất đối đất và 36 tên lửa hành trình nhắm vào Israel. Phần lớn được phóng từ lãnh thổ Iran, nhưng cũng có một số được bắn đi từ Iraq và Yemen. Hơn 55 quả rocket cũng được bắn từ Liban tới Israel chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 4, nhưng chưa rõ đây có phải là hành động phối hợp với Iran hay không. Mặc dù Israel tuyên bố 99% số máy bay không người lái và tên lửa của Iran cùng đồng minh đã bị đánh chặn, nhưng nó vẫn khiến ít nhất một người dân ở miền nam Israel bị thương nặng và nước này sẽ không thể ngủ yên sau sự việc, ám chỉ đòn trả đũa của Tel Aviv. Trong khi lực lượng Mỹ chặn hơn 70 máy bay không người lái, ít nhất 3 tên lửa đạn đạo ở phía đông biển Địa Trung Hải. Nhưng tham mưu trưởng quân đội Iran là Mohammad Bagheri lại nói rằng cuộc tấn công của Iran đã đạt được tất cả mục tiêu và nước này không có kế hoạch hành động thêm nữa nếu Israel không trả đũa. Cuộc tấn công cũng không nhắm vào bất kỳ mục tiêu dân sự hoặc lợi ích kinh tế nào, thay vào đó là tập trung vào tài sản quân đội Israel, đặc biệt là căn cứ tình báo ở núi Hermon, nơi Iran nói đã được Israel sử dụng trong cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Syria vừa qua, cùng với căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev. Nhìn chung thì tất cả các sự kiện đều dẫn đến Iran, quốc gia đang mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông và thậm chí là xa hơn nữa. Tehran đã tạo nên một trục kháng chiến, liên kết các nhóm dân quân trên khắp Trung Đông với một mục đích duy nhất là phá hủy nhà nước Do Thái Israel và đẩy lùi người Mỹ ra khỏi khu vực. Vậy đâu là những thành viên của trục kháng chiến? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nhé! Cuộc cách mạng dung chuyển Trung Đông. Vào năm 1925, Zera Shah đã lật đổ nhà Qajar và nhà Pahlavi trở thành những người cai trị Iran. Trong suốt quãng thời gian 50 năm sau, xứ sở Ba Tư là một quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc. Sau khi Thái tử Mohammad Reza Pahlavi đăng quang vào năm 1941, Iran đã tiến hành hiện đại hóa thế tục theo kiểu phương Tây. Nhờ những cải cách này, Iran có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 10,5% trong giai đoạn từ năm 1963 đến năm 1977. Nền kinh tế cũng không chỉ dựa vào mỗi dầu mỏ, mà phát triển các hoạt động sản xuất hàng tiêu dùng như quần áo, máy móc và ô tô. Iran cũng trở thành một đồng minh quan trọng của Mỹ và Anh tại Trung Đông. Quá trình hiện đại hóa và mối quan hệ thân thiết với cường quốc phương Tây của Mohammad Reza Shah đã khiến cho ông trở thành kẻ thù của các chức sắc tôn giáo bảo thủ. Mặc dù những cải cách của nhà Pahlavi góp phần vào sự tiến bộ kinh tế và công nghệ của Iran, thế nhưng Mohammad Reza Shah đã thất bại trong việc cải cách ruộng đất, cùng với đó là sự bất mãn của giới địa chủ và các chức sắc tôn giáo bảo thủ. Cuối cùng đã dẫn đến cách mạng Hồi giáo Iran 1979. Cuộc cách mạng này đã đưa các giáo sĩ Hồi giáo Shia cực đoan lên nắm quyền và ra sức muốn đưa thương hiệu chủ nghĩa cực đoan của họ ra khắp thế giới Hồi giáo. Từ đây thì Iran trở thành một quốc gia thần quyền với giáo chủ là lãnh đạo tối cao, đồng thời họ cũng chuyển sang chính sách thù địch với Mỹ và Israel. Giới lãnh đạo mới còn thành lập lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo vào năm 1979. Trong khi quân đội Iran bảo vệ chủ quyền đất nước, thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống chính trị Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào Iran, ngăn chặn các cuộc đảo chính của quân đội và trấn áp các phong trào lệch lạc gây tổn hại đến di sản tư tưởng của cách mạng Hồi giáo. Không chỉ củng cố nội bộ, chính quyền mới còn tìm cách xuất khẩu hệ tư tưởng và xây dựng một liên minh chính trị trên khắp Trung Đông. Cụ thể thì một số nhà sáng lập cấp tiến nhất của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã cố gắng tạo ra quốc tế Hồi giáo tương tự như quốc tế Cộng sản. Ý tưởng này dựa trên quan điểm của Ruhollah Khomeini và Ali Shariati về sự đoàn kết của những người bị áp bức. Các nhân vật chủ chốt của kế hoạch này là Mohammad Motazeri, người đã được Fatah của Palestine huấn luyện ở Nam Liban và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Libya của Gaddafi. Mostafa Chamran, người đã đến thăm Cuba và chịu sự ảnh hưởng của chủ nghĩa quốc tế cách mạng. Và Ali Abba Motasamipu, đại sứ Iran tại Syria từ năm 1982. Ba người này đã thành lập Cục Phong trào Giải phóng Hồi giáo là một phần của Tổ chức Cách mạng Nhân dân Cộng hòa Hồi giáo Iran với mục đích tập hợp các tổ chức Hồi giáo trên khắp Trung Đông. Cụ thể thì vào năm 1982, Iran đã cử 1.500 vệ binh cách mạng đến Liban nhằm huấn luyện cho các chiến binh người Shia trẻ tuổi thuộc Hezbollah, giúp họ chống lại quân đội Israel đang chiếm đóng miền nam Liban. Tới năm 1988, Iran cho thành lập lực lượng Quds với sứ mệnh giải phóng vùng đất Hồi giáo, đặc biệt là Al-Quds, tức thành phố Jerusalem. Từ đó thì nước này liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở Trung Đông với mong muốn xuất khẩu cách mạng Hồi giáo.
Trong suốt những năm 1990, Iran đã ủng hộ những người Ả Rập Xia phản đối chế độ Saddam Hussein ở Iraq và hỗ trợ đáng kể cho nhóm Hồi giáo Palestine, bao gồm phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas và phong trào Jihad Hồi giáo Palestine. Iran cũng tích cực can thiệp vào tình hình của nước láng giềng Afghanistan. Trong thập niên 1980, vệ binh cách mạng đã trợ giúp Hezb-e-Wahdat, một đảng chính trị Hồi giáo Shia do Abu Ali Mazari sáng lập, chống lại chính phủ Cộng hòa Dân chủ Afghanistan thân Liên Xô. Tới năm 1996, sau khi Taliban giành được quyền kiểm soát khu vực phía nam Afghanistan, Iran đã ủng hộ Liên minh phương Bắc, một nhóm các tổ chức quân sự chống lại sự cai trị của Taliban. Tuy nhiên, sau khi Mỹ tấn công Afghanistan vào năm 2001, thì Iran đã hỗ trợ Taliban chống lại các lực lượng phương Tây. Bên ngoài Trung Đông, lực lượng Quds cũng tham gia vào chiến tranh Bosnia từ năm 1992 đến năm 1995 để ủng hộ người Bosnia theo Hồi giáo và chống lại những người Serbi theo chính thống giáo phương Đông. Iran và trật tự thế giới mới. Như vậy có thể thấy, kể từ cuộc cách mạng năm 1979, Iran đã tìm cách đưa ra một tầm nhìn khác về trật tự quốc tế. Trong những năm đầu của Cộng hòa Hồi giáo, điều này được thể hiện qua việc bác bỏ hoàn toàn định hướng thân Mỹ của chế độ trước đó và hỗ trợ tích cực cho các nhóm khác nhau trên toàn cầu cùng chung lý tưởng chính trị. Từ đây, Iran thành lập nên một liên minh chính trị và quân sự không chính thức với tên gọi là Trục Kháng Chiến. Đây là một mạng lưới các nhóm Hồi giáo chiến binh tự trị mà qua đó nước này có thể phát huy sức mạnh, xác định diễn biến của các sự kiện và ngăn chặn cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Nó được thể hiện qua lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo ở Tehran, đó là: hỡi những người anh em trong cuộc kháng chiến Hồi giáo tại Liban, Iran, Yemen, Iraq và Syria, đây là ngày mà cuộc kháng chiến của chúng ta đoàn kết với người dân ở Palestine. Trong những năm qua, Iran đã thiết lập một vị thế vững chắc ở Iraq, cho phép họ gây ảnh hưởng đến chính trị, cũng như thu được lợi ích từ nền kinh tế của nước này. Ngoài ra, Tehran còn xây dựng sự hiện diện mạnh mẽ ở Syria, quốc gia nằm tại phía bắc Trung Đông, nơi có thể kết nối với cả Trung Á và châu Âu. Dấu chân của Cộng hòa Hồi giáo cũng được tìm thấy ở Yemen, là phần cực nam của bán đảo Ả Rập, nơi có thể kết nối với châu Phi và Ấn Độ Dương. Đặc biệt, thông qua sự hiện diện ở Syria và Liban, Iran đã phát triển các lá bài đàm phán và răn đe với Mỹ, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ả Rập Saudi và tất nhiên là cả Israel. Nó cũng đáp ứng mong muốn hàng thế kỷ của Tehran khi đảm bảo được một tiền đồn chỉ huy nhìn ra Địa Trung Hải. Câu chuyện phản kháng của Cộng hòa Hồi giáo cũng đã vượt xa Trung Đông, đất nước này và lực lượng của họ đã tạo ra những mối liên kết phức tạp với các quốc gia và tổ chức ở châu Phi, châu Á cũng như Nam Mỹ để phản đối quyền lực tối cao của Washington. Mục tiêu của những liên kết này vượt lên trên sự hỗ trợ về mặt tinh thần và theo thời gian, Trục Kháng Chiến đã tạo ra những mạng lưới phức tạp có khả năng vận chuyển nhiều mặt hàng khác nhau từ vũ khí đến con người. Nhờ vậy, Iran có thể mở rộng và tăng cường phạm vi tiếp cận đến nhiều khu vực trên thế giới. Cùng với những thành công bên ngoài, Tehran còn đảm bảo được mặt trận trong nước. Không chỉ các nhóm thách thức chế độ năm 2009 đã bị nghiền nát mà cả các lực lượng muốn thực hiện cải cách cũng đã dần bị gạt ra ngoài. Những thành công này đã nâng cao tham vọng của Iran với 3 mục tiêu rõ ràng. Đầu tiên, nước này muốn hiện diện lâu dài ở Trung Đông và trên bờ đông Địa Trung Hải. Thứ hai là Iran muốn củng cố khả năng răn đe đối với Israel. Cuối cùng, quốc gia này muốn tăng cường vị thế của Trục Kháng Chiến đối với các cường quốc nhằm xây dựng lại trật tự thế giới. Đây cũng là bản chất của những nỗ lực gần đây của họ nhằm cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và can dự sâu hơn vào Ai Cập. Mỹ chỉ mặt đặt tên trục ma quỷ. Tình hình Trung Đông đã thay đổi chóng mặt sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 khi mà New York bị tấn công và cướp đi sinh mạng của 2.977 người dân. Để đáp lại, Mỹ đã tấn công Afghanistan vào ngày 7 tháng 10 năm 2001 vì chính phủ Taliban của nước này đã ủng hộ tổ chức khủng bố do Osama Bin Laden cầm đầu. Chỉ sau hơn một tháng giao tranh, quân đội Mỹ và NATO đã chiếm được thủ đô Kabul, đẩy Taliban về khu vực nông thôn. Tới ngày 29 tháng 1 năm 2002, trong thông điệp liên bang đầu tiên kể từ sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, Tổng thống George Bush đã mô tả Iraq, Iran và Triều Tiên là trục ma quỷ, cáo buộc chính phủ các nước này giúp đỡ chủ nghĩa khủng bố và theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong đó có đoạn miêu tả về Iran như sau: Iran điên cuồng theo đuổi các loại vũ khí hủy diệt và bán cho bọn khủng bố, trong khi chính phủ không phải do bầu cử đang bóp nghẹt mọi hy vọng tự do của người dân. Dù lần đầu tiên người ta nghe thấy cụm từ trục ma quỷ từ miệng Tổng thống George Bush, nhưng tác giả thực sự của thuật ngữ này là David Frum, người viết bài phát biểu cho Bush. Cái tên trục ma quỷ nhằm gợi lại hình ảnh phe trục bao gồm Đức, Ý, Nhật mà Mỹ và các đồng minh từng đối đầu trong Thế chiến thứ hai. Chính quyền Bush muốn nhấn mạnh mối đe dọa đáng kể từ ba quốc gia khủng bố này, cho rằng mỗi nước trong nhóm này đều đang trong quá trình chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt và hỗ trợ các nhóm khủng bố.
Thực tế thì không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa Iran, Iraq và Triều Tiên. Ngược lại, Iran và Iraq còn là kẻ thù địa chính trị của nhau. Tuy nhiên, khái niệm trục ma quỷ liên kết ba nước này với nhau trên khía cạnh cùng muốn gây hại cho người Mỹ, và vì thế là nó là một công cụ hữu ích cho những người ủng hộ cho một cuộc xâm lược vào Iraq. Sau khi bài phát biểu về trục ma quỷ một năm, Mỹ đã thực sự tấn công Iraq vào ngày 20 tháng 3 năm 2003 và lật đổ chính phủ Saddam Hussein chỉ sau chưa đầy 2 tháng giao tranh. Tuy nhiên, việc này lại làm gia tăng ảnh hưởng của Iran tại Iraq, một điều mà chính phủ Mỹ không hề mong muốn. Các thành viên của trục kháng chiến. Iran đã thành lập một mạng lưới các nhóm chiến binh Hồi giáo để có thể phát huy sức mạnh, xác định diễn biến của các sự kiện và ngăn chặn cuộc tấn công của Israel hoặc Mỹ. Khi mà cuộc xung đột ở Israel-Palestine đang diễn ra, trục kháng chiến đã ra tay tương trợ. Vậy những nhóm chiến binh nào là thành viên của liên minh này? Đầu tiên là Hamas. Tổ chức này phát triển từ anh em Hồi giáo, một tổ chức cực đoan của người Sunni vốn có từ lâu trước cuộc cách mạng Iran. Sau phong trào Intifada đầu tiên của người Palestine chống lại người Do Thái, Hamas chính thức được thành lập vào năm 1987 và đặt trụ sở tại Gaza. Tuy không hoàn toàn chung ý thức hệ, nhưng do có kẻ thù chung là Israel và Mỹ, nên Iran đã tài trợ kinh phí và vũ khí, cũng như huấn luyện cho các chiến binh của Hamas. Tuy nhiên, tổ chức này và Iran đã từng xảy ra rạn nứt khi họ xảy ra bất hòa vì xung đột ở Syria. Tehran đã rút viện trợ tài chính cho Hamas khi nhóm này đứng về phía những người biểu tình chống lại Tổng thống Syria là Bashar al-Assad, người mà Iran ủng hộ. Dù sau đó quan hệ giữa hai bên đã tốt lên, thế nhưng cuộc tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã làm cho những giới hạn trong mối quan hệ trở nên rất rõ ràng. Tehran đã không được cảnh báo trước về hành động này, khiến họ phải bị động trong việc xây dựng một phản ứng chiến lược phù hợp. Thực tế thì Iran thân thiết với phong trào Hồi giáo Jihad ở Palestine hơn là Hamas, mặc dù tổ chức này có quy mô nhỏ hơn nhưng lại rất liều lĩnh và ham chiến. Và cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza đã khiến cho trục kháng chiến đoàn kết trở lại để cùng chống lại các hành động của người Do Thái. Thánh chiến Hồi giáo Palestine. Đây là một tổ chức bán quân sự Hồi giáo của người Palestine được thành lập tại Gaza vào năm 1981 như một nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo và bị ảnh hưởng về mặt tư tưởng trong quá trình hình thành bởi chế độ Hồi giáo ở Iran. Nhóm Thánh chiến Palestine bắt đầu các hoạt động vũ trang chống lại Israel vào năm 1984. Đến năm 1988, các nhà lãnh đạo của họ bị bắt và trục xuất về Liban. Tại đây, nhóm này lại được hỗ trợ bởi Hezbollah và đặc biệt hơn là Iran, đồng thời phát triển mối quan hệ chặt chẽ với trục kháng chiến. Những năm sau đó, họ được coi là kẻ thù hung hãn nhất trong số những kẻ thù hiện đại của Israel. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2001, bất chấp tuyên bố của Hamas về việc ngừng các vụ đánh bom liều chết bên trong Israel, thì Thánh chiến Hồi giáo Palestine tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch khủng bố của mình, đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Các chuyên gia cũng cho biết, không có tổ chức khủng bố Palestine nào thân cận với Iran hơn tổ chức này, và trên thực tế, nó chủ yếu dựa vào Tehran để tồn tại. Hezbollah. Tổ chức này được thành lập vào đầu những năm 1980 ở Liban với sự trợ giúp của Iran. Hezbollah chính là thành viên có quy mô lớn nhất và có năng lực nhất trong số các thành viên của trục kháng chiến. Họ có lực lượng mặt đất đáng gờm với khả năng làm tổn thương Israel trong chiến tranh và kho tên lửa khổng lồ của Hezbollah có thể tấn công hầu hết mọi nơi trên lãnh thổ của kẻ thù. Tổ chức này nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng người Shia ở Liban, tham gia sâu rộng vào chính trị của quốc gia này và cũng có các hoạt động kinh tế đáng kể. Kể từ cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, Hezbollah đã tham gia vào các cuộc đụng độ nặng nề nhất trong gần 20 năm qua. Các vụ tấn công bằng tên lửa đã khiến cho 15 người Israel, chủ yếu là binh sĩ, đã thiệt mạng. Ngược lại thì có khoảng 150 chiến binh Hezbollah, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và pháo kích trả đũa của Israel. Tuy nhiên, mặc cho sự leo thang ở biên giới phía Bắc, các quan chức Israel vẫn tin rằng ban lãnh đạo Hezbollah thực chất đang lo ngại về cái giá phải trả của một cuộc chiến tranh toàn diện và sẽ tìm cách hạn chế bất kỳ sự leo thang nào. Houthi. Đây là một lực lượng dân quân ở Yemen nổi lên vào những năm 1980 và có tên gọi chính thức là Ansa'Allah, tức là những người ủng hộ Chúa. Họ đại diện cho Zaydi, một nhánh nhỏ của Hồi giáo Shia và là kẻ thù của Ả Rập Saudi. Chính vì vậy mà Houthi trở thành một đồng minh của Iran. Hiện nay tổ chức này có khoảng 20.000 chiến binh và kiểm soát phần lớn khu vực phía tây Yemen. Không giống như Hezbollah, Houthi tương đối độc lập với Iran, do họ trực tiếp khai thác các nguồn lực kinh tế ở các khu vực phía tây Yemen mà nhóm này quản lý, bao gồm việc thu thuế và kiểm soát các mạng lưới buôn lậu trải dài trong khu vực. Ngay sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, lãnh đạo của Houthi cho biết lực lượng của ông sẵn sàng điều động hàng trăm nghìn người để gia nhập cùng người dân Palestine.
Và thực tế thì ngay sau khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu, lực lượng Houthi bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ. Nhóm này muốn cải thiện vị thế của mình trong thế giới Ả Rập, nơi đa phần người dân dành sự ủng hộ cho người Palestine. Lực lượng dân quân Iraq và Syria. Ngay từ khi Israel tấn công vào Gaza, các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ tại các căn cứ xa xôi ở Iraq và Syria. Các lực lượng dân quân này được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn sau cuộc xâm lược Iraq của Mỹ năm 2003 và sau đó là cuộc nội chiến ở Syria. Mục đích để Iran thành lập các nhóm dân quân này là tăng cường ảnh hưởng trong khu vực, củng cố các đồng minh và chống lại các kế hoạch của phương Tây ở Trung Đông. Mặc dù hiện nay số lượng có phần ít hơn, nhưng nhiều phe phái ở Iraq và Syria vẫn là những đồng minh hữu ích cho Iran. Mặt khác, việc các cuộc tấn công của lực lượng dân quân không gây ra quá nhiều thương vong cho quân đội Mỹ cũng là một chiến lược của Tehran để tránh phản ứng của Washington ngày càng leo thang. Qua đó sẽ kéo Iran và Mỹ vào một cuộc xung đột khu vực, điều mà cả hai nước đều không muốn. Ngoài ra thì còn có các nhóm dân quân ở Bahrain, cụ thể là Saraza al-Mata, Saraza al-Asta và Saraza Wada'ala. Không giống như các quốc gia quân chủ khác ở vùng vịnh, Bahrain có tỷ lệ lớn dân số người Shia, chiếm khoảng một nửa công dân của nước này. Tuy nhiên quyền lực lại nằm hoàn toàn trong tay của người Sunni. Điều này đã khiến cho nhiều người Shia bất mãn và họ đã nhận được sự giúp đỡ từ Iran, một quốc gia có phần lớn dân số theo Hồi giáo Shia. Bên cạnh đó, người Hồi giáo Shia ở Afghanistan cũng thành lập tổ chức Hezbollah Afghanistan dựa theo mô hình của tổ chức Liban. Như vậy thì trục kháng chiến bao gồm Iran, Iraq, Syria, Liban, Palestine và Yemen. Ngoài ra thì còn có các nhóm nhỏ Bahrain và Afghanistan. Có thể thấy, không phải mọi thành viên của trục kháng chiến đều chia sẻ hệ tư tưởng tôn giáo chính thống của Iran. Thậm chí có nhiều thành viên còn theo dòng Hồi giáo Sunni, trái ngược với dòng Hồi giáo Shia của Iran cũng như Hezbollah hay Houthi. Nhưng tất cả đều có một mục tiêu chung, đó là chống lại ảnh hưởng của phương Tây và đối đầu với Israel. Trục kháng chiến, lá bài chiến lược của Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính trước năm 2019, Iran đã chi 700 triệu đô la Mỹ mỗi năm để hỗ trợ các lực lượng dân quân. Một phần lớn trong số tiền này được dùng để cung cấp vũ khí cho các đối tác của nước này, trong đó quan trọng nhất là Hezbollah. Nhóm này có kho vũ khí gồm 150.000 rocket và đã tham gia vào nội chiến Syria. Hiện nay, Hezbollah thường xuyên đọ súng với Israel dọc biên giới Liban kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra. Tuy nhiên, từ sau năm 2019, Mỹ đã ban hành các lệnh trừng phạt lên Iran, hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ cũng như nguồn tiền viện trợ cho các lực lượng dân quân đồng minh. Trong khi quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng hơn nhiều, thì tới ngày 3 tháng 1 năm 2020, Thiếu tướng Qasem Soleimani là chỉ huy của lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo đã tới thăm Iraq. Trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran đối với nước láng giềng, Mỹ đã ra lệnh tiêu diệt Thiếu tướng Qasem Soleimani. Phi cơ không người lái MQ-9 Reaper đã phóng các trái tên lửa dẫn đường bằng laser vào đoàn xe gồm 2 chiếc ô tô, giết chết cả tướng Soleimani và 9 người nữa. Trong đó có Abu Mahdi al-Muhadis là phó chủ tịch lực lượng huy động nhân dân Iraq, đồng thời cũng là chỉ huy lực lượng dân quân Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Sau vụ ám sát này, quan hệ giữa Iran và Mỹ tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhưng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi họ đã bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu PS-752 của Ukraine International Airlines do tưởng nhầm đây là tên lửa hành trình của Mỹ. Từ đó thì các lệnh cấm vận cứ bủa vây Iran, khiến cho việc mở rộng ảnh hưởng của nước này bị hạn chế nghiêm trọng. Từ đó thì các thành viên trong trục kháng chiến, chẳng hạn như Hezbollah, đã trở nên tự chủ hơn. Iran cho biết họ không nhận được cảnh báo trước về cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Tuy nhiên, chính phủ thần quyền ở Tehran vẫn có thể lợi dụng xung đột này để tăng cường ảnh hưởng trong khu vực. Đầu tiên là cuộc chiến ở Gaza đã ngăn chặn các nỗ lực ngoại giao nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi. Cả hai đều là các đối thủ không đội trời chung của Iran. Dù cho nước này đã bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Saudi thông qua trung gian là Trung Quốc, nhưng mối thù Sunni Shia vẫn rất nặng nề. Không chỉ vậy, Iran còn muốn xuất khẩu cách mạng sang các nước quân chủ ở Trung Đông, biến nước này thành đối thủ truyền kiếp của Ả Rập Saudi. Ngoài ra, Iran sẽ còn thu được nhiều lợi ích khác nữa từ cuộc chiến ở giải Gaza. Người Hồi giáo trên khắp Trung Đông thực sự tức giận trước sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Israel và điều này có thể giúp cho các nhóm dân quân do Tehran tài trợ thu hút thêm nhiều tân binh, đặc biệt là Houthi, khi nhóm này dám tấn công các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ. Từ đó làm cho hải trình từ châu Á qua châu Âu dài hơn và tiêu tốn nhiều nguyên liệu hơn. Cùng với tình hình bất ổn tại Trung Đông, vốn được mệnh danh là rốn dầu của thế giới, thì giá dầu sẽ tăng vọt, giúp làm đầy kho bạc đang thiếu thốn của Iran. Ngoài ra, với việc ủng hộ cho Hamas, một nhóm Hồi giáo Sunni trong cuộc kháng chiến chống lại Israel có thể làm dịu căng thẳng giáo phái giữa các thành viên trong trục kháng chiến.
Có thể thấy, một cuộc chiến tranh toàn diện với sự tham gia của Mỹ sẽ là thảm họa cho toàn bộ khu vực. Về phía mình, Iran cũng không muốn leo thang căng thẳng, khi nước này vẫn hành động tương đối kiềm chế, bởi vì thành viên manh động nhất trong trục kháng chiến, đó là Houthi, không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát Iran. Tuy nhiên, tình hình hỗn loạn ở Trung Đông hiện nay đem lại không ít lợi ích cho xứ sở Ba Tư, vì vậy họ sẽ không đứng ra hòa giải cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Và trên đây là những thành viên tham gia trục kháng chiến của Iran. Nếu muốn chúng mình làm thêm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.